luyện thái cực kiếm, chỉ vô đâu là chính xác ở đó mà không làm đứt hay tổn thương bất cứ đồ vật gì, từ cành cây đến ngọn cỏ. Đây, sợi tơ nhện, chỉ vô đụng vô sợi tơ nhện nhưng không đứt sợi tơ nhện, giật ra sợi tơ nhện vẫn còn y nguyên. Chỉ vô cành cây, đâm vô chiếc lá như phim kiếm hiệp, đâm vô những giọt sương rớt xuống cây kiếm mà giọt sương còn y nguyên. Hay chưa mọi người? Bây giờ em thử đâm vô tổ ong coi như thế nào. Hay chà, em đâm vô tổ ong cũng không sao luôn. Chà, khả năng luyện thế. Ê trời ơi, một con ong bay ra dí em mọi người ơi. Rồi, nó đã bơi vậy rồi. Bởi vì nó biết em không phải là người ác, người xấu, mà chính là tiên cá giải cứu thiên nhiên động vật. À, bây giờ em sẽ sử dụng thái cực kiếm của mình mới vừa tập luyện xong để chích xuyên qua những tấm lưới này của chú nhện, đụng vô chú nhện mà không làm tổn thương chú nhện. Mọi người coi thái cực kiếm của em đây. Khó à nha. Khó quá, bỏ qua. Chương hồi hư hết cái nhà của con nhện. Bây giờ em sẽ luyện thái cực kiếm đến level thứ 5. Tầng thứ 5, đâm một phát là rụng hết những chiếc lá héo mà không làm tổn thương đến cành cây ngọn cỏ. Hay chưa? Kiếm pháp dữ quá. Ây dồi, ở trong rừng, thời gian rảnh rỗi là như vậy thôi, trẻ mãi không già thôi. Tụi con làm cái gì vậy? Ta đang luyện thái cực kiếm mà tụi bay cứ thông báo là có niềm vui mới hoài. Cái gì đâu vui mới nào, cho anh xem với. Có gì vui mới nào?